Tử Vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, năm 2021 Tân Sửu, một năm đón vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc, nhà rộng xe sang, tiền nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người sinh năm Quý Tỵ luôn sống có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng và họ luôn cố gắng, phấn đấu để đạt được những mục tiêu đó. Con mắt tinh tế giúp tuổi Quý Tỵ nhìn rõ được đúng sai, tốt xấu. Bởi vậy, họ luôn biết điều gì mình nên làm và không nên làm. Khi gặp phải khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tuổi Quý Tỵ không bao giờ sợ hãi, bỏ cuộc. Ngược lại, họ xem đó như cơ hội để khẳng định, phát triển bản thân. Người này không tin vào vận mệnh hay số phận. Họ cho rằng thành công là do có sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Dậu trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Trong năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế Sửu Thổ và Tỵ Hỏa hợp thành quan hệ bán hợp kim cục, giúp tăng tài, tiến lộc. Mệnh chủ sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng và thuận lợi. Tuổi Quý Tỵ trong năm sẽ được cát tinh vây quanh. Tuy nhiên, để nói là qua cơn bị cực tới hồi thái lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ, ngoài cát tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám. Ba sao số này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Về sự nghiệp, có thổ khí nên cũng được nở mày, nở mặt. Chỉ cần cố gắng, có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Hơn nữa, sự xuất hiện của đức quý nhân trợ mệnh sẽ giúp cho bản mệnh trong năm, đặc biệt là vào các tháng 4, 5, 6, 11 và tháng 12 âm lịch. Đường tài lộc bản mệnh cũng vượng sắc rất nhiều. Điều này sẽ có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng. Thành tích trong năm đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho mệnh chủ. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của mệnh chủ khá ổn định. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, trong năm các mối quan hệ xã hội của bạn sẽ không được như ý, sẽ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít, làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Mặt khác, trong năm nay bạn cũng cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Quý Tỵ sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Quý Tỵ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm 2021, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ có những bước tiến chuyển biến tích cực. Thoát khỏi vòng vây của thái tuế năm 2020, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Mệnh chủ trong năm có cát tinh mang tới cát khí, những kế hoạch ấp ủ đã lâu sẽ dễ dàng mang tới thành công. Bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để tránh những tình huống bất ngờ phát sinh.
Ngoài ra, mệnh chủ cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi chuyện suôn sẻ dễ chịu. Trong năm, vẫn có điềm báo xung sát, họa thị phi vây quanh nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức, rắc rối, nghiêm trọng hơn còn có thể dính dáng tới pháp luật. Đặc biệt, khi xem tử vi năm 2021 của tuổi Quý Tỵ, về phương diện sự nghiệp, mệnh chủ có thân kim lộ xuất thiên tài, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan, tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân, giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, các mối quan hệ xã hội của bạn sẽ không được như ý, sẽ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít, làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tự áp lực cho bản thân mình, ôm âu lo trong người. Đặc biệt, tránh xa những kẻ tiểu nhân kẻo bị chúng lợi dụng, lừa gạt. Để có thể tận dụng vận may đổi vận ở độ tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi năm 1953. Về mặt tài lộc, năm Tân Sửu, Tân Kim lộ xuất thiên tài, Sửu Thổ tọa thực thần, lại thêm cục diện Tỵ Sửu bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 cực kỳ lý tưởng. Những người sinh năm Tỵ về vận thế tổng thể năm nay rất khá, về tài vận có thái tuế tinh hỗ trợ là tài tinh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải, đặc biệt là trong các tháng 4, 5, 6, 11 và 12 âm lịch là những tháng vượng địa của bộ tam hợp. Nếu gặp được những cơ hội nên mạnh mẽ tiến lên, nếu có hợp tác với các tuổi Sửu và Dậu thực hiện cho những tháng này sẽ đắc tài, đắc lộc, mã đáo, thành công. Trong năm, mệnh chủ không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Sau một năm chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, tài vận của bản mệnh luôn ở mức thấp nhất. Sang năm 2021, gặp được cục diện tốt sẽ là thời điểm bản mệnh phát triển rực rỡ nhất. Để có thể tận dụng vận may ở độ tuổi trung vận này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, trong năm 2021, tình cảm hôn nhân gia đình của người tuổi Quý Tỵ nhìn chung bằng phẳng, ôn hòa. Tình cảm vợ chồng tuy không được mặn nồng như thời mới yêu bởi vì cơm áo, gạo tiền. Mặt khác, có chút mâu thuẫn vào cuối năm, tình cảm hôn nhân có chút buồn vui bởi con cái không vâng lời. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, gia đình hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Để giữ một quan hệ gia đình thêm bền vững, mệnh chủ tuổi Quý Tỵ cần giữ bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến với gia đình nhiều hơn. Tuy thời trung vận có chút rắc rối về tình cảm bởi có tiểu nhân quấy phá, tình cảm vợ chồng rạn nứt, nhưng thời hậu vận, cuộc sống của mệnh chủ tuổi Quý Tỵ khá êm ấm. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh ở độ tuổi này đều đi theo hướng tích cực. Để có thể cải vận tình duyên trong năm thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh
hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, xem tử vi sức khỏe tuổi Quý Tỵ năm 2021, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm, Thái Tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh, mệnh chủ khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, sẽ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế, bước sang năm Tân Sửu, mệnh chủ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, bản mệnh còn gặp phải âm sát và hối khí chiếu mệnh, sức khỏe gặp nhiều phiền toái. Quý Tỵ sinh năm 1953 là thổ lại, gặp Tân Sửu là bích thượng thổ, khiến cho thổ khí quá vượng địa sẽ có nhiều ảnh hưởng tới mệnh chủ, khiến mệnh chủ sẽ mắc các bệnh như đau dạ dày, đau bụng, hệ thống tiêu hóa sẽ bị nhiễm trùng, sẽ ăn nhiều thức ăn nên sẽ tiêu hóa, nên đi khám định kỳ, thường xuyên sẽ tốt cho mệnh chủ. Hơn nữa, mệnh chủ Quý Tỵ có thể chất kém từ khi còn nhỏ và ít quan tâm đến sức khỏe ở tuổi trẻ, cho nên tình trạng thể chất của bạn ở độ tuổi này có thể tồi tệ hơn so với người cùng tuổi. Các bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim do uống quá nhiều và hút thuốc có thể dẫn đến sự bùng phát của các bệnh mạch máu vào năm 2021, dẫn đến bạn phải nhập viện thường xuyên để điều trị. Khi di chuyển, đi lại sẽ cần chú ý đến an toàn giao thông, không nên tự ý vi phạm các quy định giao thông và tránh lái xe khi mệt mỏi, nếu không sẽ dễ dẫn đến nhiều tai họa. Ngoài ra, bản mệnh nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Ở độ tuổi lục tuần, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.